Ow. Hello mọi người, đây là cái bộ nail cuối cùng mình đắp bột màu ha. Xong rồi mà mình sẽ làm cái bộ này là cái mask về ha, có nghĩa là không cần dũa đó. Đó. Và trong cái thời gian chờ đợi thì cả nhà vui lòng share cái video này dùm Smile ha. Rồi Smile sẽ start nha. Đó. À, cả nhà có thấy rõ không ạ? Đó. Bắt đầu cái ngón này á, là mình xài cái dark blue nha. Đó. Dark blue. Bây giờ mình sẽ lấy bột nè ha. Lấy bột lên. Mà thấy không? Mình sẽ bỏ lên này, mình sẽ kéo ra nhẹ nhàng. Bắt đầu mình sẽ đẩy lên cuticle nhẹ nhàng. Đẩy lên cuticle nhẹ nhàng thôi ha. Đẩy lên nhẹ. Đó. Bắt đầu mình sẽ vuốt xuống nè, từ bên trái nè qua bên phải ha. Đó, bắt đầu mình sẽ vuốt xuống, vuốt nhẹ nó ra. Đó là xong một ngón nha, vuốt nhẹ nó ra và tạo cho cái shape nha. Mình tạo một cái shape nè, đây là cái cách mà mình đắp mask nha, mình không cần dũa nha. Đó, bắt đầu mình sẽ nhấn lại hai bên hông sơ để cho bột nó bám vào hai bên hông. Đó, bắt đầu mình sẽ vuốt lại nhẹ nhàng ha. Đó, vuốt lại. Xong cái bộ nail này là nhóm Malas sẽ bay qua Jacksonville nha các bạn. Đó, và ngày mai nhóm sẽ có một cái demo show nail ở trường ha. Thì ai anh chị nào mà ở Jacksonville á thì có thể tới chung vui với nhóm ha. Đó, bắt đầu cái ngón này cũng vậy nè. Đó, mình sẽ bỏ lên nè, nhẹ nhàng thôi. Bắt đầu mình sẽ lôi ra nhẹ nhàng nè, các bạn thấy không? Nhẹ thôi. Bắt đầu mình sẽ đẩy lên lại nhẹ nhàng nè. Đẩy lên lại nhẹ nhàng thôi. Cho nó sát cuticle luôn. Và nó tròn cái vo cái cuticle luôn nha. Đó, bắt đầu xong rồi ha. Bắt đầu mình sẽ lấy nước này, mình sẽ vuốt từ trái nè qua phải, từ phải qua trái lại ha. Mình đi xuống nhẹ nhàng thôi. Đó, đi xuống nhẹ nhàng thôi ha. Các bạn thấy không? Bột nó đi xuống rất là nhẹ nhàng, rất là dễ và rất là kể control ha. Đó, rất là dễ control. Bắt đầu mình sẽ lên cái bột nó ra. Bắt đầu mình sẽ lên sơ lại hai bên hông, tạo cho cái shape nó gọn gàng ha. Đó, bắt đầu mình sẽ vuốt lại từ đầu cho nó mượt ra. Đó là xong một ngón, các bạn thấy không? Rất là sát và rất là tròn nha. Hai anh Tâm Đỗ, hai Minh Châu nha. Và cái ngón này á, là người khách á, người ta muốn vẽ một cái đường line ở ly lên. Thì cái ngón này là clear, nhưng mà theo Smile đắp á, thì nếu mà làm chắc clear rồi vẽ lên á, thì sẽ thấy cái đường lành ở đây thì rất là xấu. Bởi vậy á, Smile sẽ ăn gian nè. Đó, cho hộp mượn hộp clear rồi. Bây giờ Smile sẽ ăn gian ha. Smile sẽ đắp lấy cái bột cái khăn này nè. Đó, bắt đầu á, Smile sẽ bỏ lên đây, đập cho nó mỏng ra. Mỏng ra, đó, cho nó mỏng ra. Đó, bắt đầu mình đi xuống ha. Đó, vuốt nó ra. Thì khi mà mình vẽ cái đường line lên á, mình sẽ thấy nó đẹp hơn và nó không có bị lồi ở cái phần này ha. Mình sẽ làm cho nó mỏng ra này, các bạn thấy không? Làm cho nó loãng ra này, cái màu này để không có thấy đường màu ha. Thì khi mà nó đi xuống á, thì nó sẽ đẹp hơn nha. Bắt đầu mình sẽ apply một cái lớp clear mỏng. Apply một cái lớp kim nia mỏng từ trên này, lôi nè, bỏ vô. Lôi ra nhẹ nhàng, chống cái tay người ta xuống. Bắt đầu chống cái tay người ta lên lại. Bắt đầu đẩy lên nhẹ nhàng, đẩy lên sát cuticle. Đẩy lên sát cuticle ha. Đó, đẩy lên. Rồi xong rồi mình sẽ cũng vuốt từ đầu xuống lại, từ trái qua phải. Từ phải qua trái. Từ trái qua phải lại nha. Cứ y như vậy mà mình vuốt xuống nha. Đó, vuốt xuống. Ok, thế là xong một ngón nha. Đó, bắt đầu mình sẽ lên sơ ra. Các bạn thấy không? Không còn thấy cái đường line nữa đúng không? Đó, và không có thấy cái đường màu đây nữa không?
rất là perfect đấy. Right? Đó, đó là cái cách để mọi người ăn gian ha. Đó. Và bây giờ cái bàn này cũng y như vậy nha. Cái bàn này cũng y như vậy. Mình sẽ làm cái màu, mình sẽ đắp cái màu lợt trước nè. Ha, cái màu này gọi là gray coffee ha. Mình sẽ bỏ lên nè. Lôi nhẹ ra. Chỏng tay xuống. Bắt đầu đẩy lên bột lên. Sát critical. Đẩy cho nó sát lên. Sát luôn. Đó, bắt đầu thấy đẹp rồi phải không? Chỉnh sửa ở giữa. Và đi dưới này, bắt đầu thấy nó ok phải không? Bắt đầu vuốt này. Từ trái này, qua phải này. Từ phải này, qua trái lại này. Từ trái qua phải này. Cái móng này là không phải là móng cong đâu cả nhà. Cái móng này là có móng, móng thẳng nó đi ra nha. Móng cong là đắp kiểu khác nha, 6, 7, 8 nha. Đó, mình vuốt cho nó mỏng ra. Đó, bắt đầu mình lên nó ra, các bạn thấy không? Rất là dễ đúng không? Đó. Chỉnh sửa lại nè ha. Đó, làm cho nó gọn lại. Các bạn thấy không? Rất là tròn đúng không? Đầy đủ bột hai bên hông nè, thấy không? Rất là tròn và sát cuticle, rất là sát luôn. Và nè, các bạn thấy bột đi xuống nè, rất là đều đúng không? Đó là cái cách mình vuốt từ trái qua phải nha. Đó. Và bây giờ cái ngón này mình cũng làm hồi nãy giống hồi nãy ha. Giống như tay của khách này nè, nó có một cái dấu đỏ ở đây nè. Thì mình làm như thế nào? Thì mình ăn da nó nữa nha. Ăn da nó nữa nè, có nghĩa là nè, mình đi lên cao nữa để mình cover lại cái màu đỏ đó nè. Thấy không? Đó, ăn da vào. Đó, ăn da thấy không? Các bạn thấy không? Nó che hết rồi không? Đó, che hết rồi. Bắt đầu mình sẽ lấy nước nè. Đập cái mỏng cái phần màu trên này nè, đập cho nó loang ra nè, nhưng đừng đập mạnh quá nữa cái phần đỏ này. Đó là cái cách để mình cover lại những cái xấu ở dưới nha. Đó, để mình làm cho cái bộ nail nó hoàn thiện hơn và nó đẹp hơn. Đó, bắt đầu mình cũng lấy clear. Mình bỏ này, từ đầu cuticle này, các bạn thấy không? Đừng có sát quá nè, thấy không? Đó, bắt đầu lôi nhẹ ra. Bắt đầu đẩy lên nhẹ nhàng thôi. Đẩy lên. Đẩy lên nhẹ nhàng. Đẩy lên. Các bạn thấy không? Rất là easy đúng không? Bắt đầu mình sẽ vuốt xuống này, lấy nước này, vuốt này từ trái này qua phải này. Từ phải qua trái lại này. Từ trái qua phải lại này. Từ phải qua trái lại này. Đó, đi xuống móng hết móng ha. Đó là xong. Bắt đầu mình sẽ lên ra. Bắt đầu mình sẽ đi vuốt lại cho nó smooth ra nha. Tại cô khách này là làm cái master ha, không có dũa nha. Đó, không có dũa. Đó, là xong, các bạn thấy không? Rất là gọn đúng không? Ăn gian sao? Ừ, đúng rồi, phải ăn gian chứ. Tại vì sao? Mình thấy tay khách vậy, không lẽ mình để vậy đúng không? Mình phải làm sao để cho nó better hơn thì khách nó nhìn vô nó thích mình và nó thương mình hơn. Đó, chứ không phải thấy vậy là để vậy đâu nha. Bắt đầu mình để vô nè. Lôi nhẹ ra. Bắt đầu mình sẽ đẩy lên nè, sát cuticle nè ha. Đó. Các bạn thấy không? Nó tròn cuticle đúng không? Bắt đầu mình sẽ vuốt nó xuống nè. Nhẹ thôi, nó đang còn ướt, vuốt nhẹ thôi. Đó, nhẹ thôi. Đó, nhẹ thôi. Đó, vuốt nhẹ thôi. Đó, xuống hết tới móng ha. Là xong, bắt đầu lên ra. Bắt đầu lên lại sơ là hai bên mông. Đó, bắt đầu mình vuốt lại cái đầu móng này cho nó cập xuống nha. Đừng cho nó chỏng lên là tí nữa là mình phải vuốt lại đó. Các bạn thấy không? Rất là tròn đúng không? Đó, rất là tròn. Bắt đầu mình sẽ đi lại hiến. Nè, mình sẽ lấy bột như thế này nè. Đó, bắt đầu mình sẽ bỏ lên nè. Các bạn thấy không? Mình bỏ lên hí. Rồi mình giữ 3 second nè. Rồi mình lôi ra từ từ hí. Đó, bắt đầu mình sẽ đẩy lên lại nè. Đó, mình sẽ đẩy lên nè. Đẩy cho sát kia cô hí. Đó, đẩy cho sát. Mình thọt vô cho sát hí. Đó, đọt vô cho xả. Rồi xong rồi bắt đầu mình sẽ lấy nước này. Mình vuốt nó ra hí. Đó, vuốt nó ra này. Đó, vuốt từ trái mà qua phải, mà từ phải qua trái lại hí. Đó, đó, thấy không? Bạn thấy không? Vuốt liếm hành căng, vuốt hành căng ra này hí. Đó, đó, càng vuốt là càng ra. Đó, bột càng xuống rất là dẻo cho mình vuốt hí. Đó, bắt đầu mình vuốt tiếp này.
cho nó gọn là cục bột thế đó, lên ra vuốt cho nó sạch thế đó, đó vuốt lại vuốt cho nó sạch thế đó, vuốt thấy không, rất là tròn, rất là tròn. Và mình sẽ lên sơ hai bên hông lại đó, bồ lên rồi là ôi lôi hôi hí. Cái ngón này là ngón cuối hí đó, ngón cuối này bắt đầu mình sẽ bỏ lên này, hold 3 seconds and then lấy ra and then thụt it back đó, thụt it back rồi xong bắt đầu này, thụt it back đó, bắt đầu nó even rồi hí, even rồi thì mình sẽ lấy nước này, mình sẽ vuốt từ trái mà qua phải mà từ right mà qua left hí đó, từ right mà qua left mà từ left mà qua lại right hí đó, cứ thế mà đi xuống đó, cứ thế mà đi xuống rất là dễ đúng không? Đó rất là dễ dàng ha, thế là xong một ngọn hí đó, rất là gọn gàng đó. Bắt đầu lấy bột dơ ra, đục cái bột dơ ra hí đó, lấy ra đó là xong. Bắt đầu mình sẽ lên sơ lại hai bên hông, thế là xong, rất là gọn gàng hí, rất là nhanh, rất là gọn đó, các bạn thấy không, rất là tròn hí đó. Và xong bắt giờ mình tới có nhiều người thợ nail nên làm chứ nói thì bớt lại là răng hí, trời ơi không nói mà răng, không nói thì răng người ta mà hiểu hí. Răng mà khó chịu này hì phải đó. Bắt đầu mình sẽ dụ cái sếp hí đó, bắt đầu mình sẽ dụ cái sếp này, can I borrow your hand please đó, bắt đầu mình sẽ dụ cái sếp khó phân này, mình sẽ lấy cái tay mình ấn ra này hai bên hông hí đó, bắt đầu mình sẽ bỏ từ dưới này, mình bỏ từ dưới mình đi lên này, các bạn thấy không, bỏ từ dưới đi lên này một đường thẳng này đó là xong, là một bên hí, rất là rẻ, rất là gọn. Đó là cái tại sao khi mình vuốt bột á, mình phải vuốt cho nó đều, thì khi mà mình vuốt đều rồi á, mình vuốt rất là lẹ hí đó, đó là xong một ngọn hí, các bạn thấy không, là xong một cái ngọn khó phân rồi, rất là lẹ đơn giản. À và cái thứ hai của mình cũng muốn nói với cả nhà là cái này, giống như cái tay của người khách như vậy mà mình vuốt cái đầu này nó nhỏ hơn thì nhìn cái móng ra nhìn rất là xấu, bảo đảm rất là xấu, mà mình phải cân làm sao từ cái ngón tay này bằng với cái móng này đó, để sao để nhìn cái tay nó có cái nail nó đi ra nhìn nó tự nhiên hơn ha, chứ đừng có thấy làm móng ngắn mà nhỏ, vuốt nhỏ quá thì nó rất xấu, càng ngắn thì càng bự, mà càng bự là ấy, càng dài là càng nhỏ hí đó. Đó bắt đầu em nói sao, cho em hỏi một tí, em đắp xong rồi mà buffer xong thấy nó hở phải làm như thế nào? Nếu mà em thấy nó hở thì em phải gỡ ra em đắp lại, tại vì em đắp em nhấn hay là em lấy nước lấy bột nó còn chưa được ướt và nó sẽ bị hở liền, nó sẽ bị bung liền. Và cách thứ hai em phải vuốt bay cái khúc hở đó đi, và em lấy treo em cover lại, em sơn để em cover lại để mà nó, nhưng mà nó không có last longer, nó sẽ cũng sẽ bị hở một tuần sau nó sẽ bung luôn đó ha. Đó mình sẽ bỏ lên, mình vuốt nè, các bạn thấy không, rất là gọn không. Bắt đầu mình sẽ canh là hai ngón này, ok cái ngón này bự hơn thì mình vuốt nhỏ hơn chút nữa ha, ép nó vô đi một đường thẳng, ép nó vô ha, ép nó vô đi một đường thẳng đó, cứ thế mà ép nó vô đó, ép nó vô, ok bây giờ nó bằng nhau rồi, thấy không, bằng nhau rồi ha. Đó bắt đầu mình cũng thế này nè ha, mình cũng vuốt y chang như vậy nha, đó mình cũng vuốt y chang như vậy đó. Đó là tại sao mà khi mình vuốt từ trái có phải, đó là một cái technique để mà cái móng nó đi xuống đều và bột nó đi xuống đều, và khi mình vuốt cái shape á thì nó more straight hơn nha. Đó chứ không phải là mình nói vuốt từ trái qua phải là nó không phải là chỉ bình thường đâu ha. Đó là một cái technique để mình vuốt bột nha. Còn những người nào mà vuốt bột kiểu nào thì Sma không biết, nhưng mà cái theo cái cách này á thì bột xuống rất là đều và rất là đẹp và rất là gọn gàng, để cho người ta vuốt, để cho vuốt cái shape ra rất là thẳng và có đầy đủ bột hai bên hông và đầy đủ ha. Đó các bạn thấy không, rất là lạ đúng không, đó mình vuốt xếp rất là lạ, không có mất thời gian, không có tốn thời gian
đó, và mình không cần phải dùng lực, thấy không? Mình không cần dùng lực mà nó vẫn ra. Đó. Càng bự càng tốt anh ơi. Trời ơi, càng bự càng tốt hả? Ai mà chịu cho nồi. Đó. Đúng rồi. Đó, mình cũng đi từ dưới này, đi lên này ha. Đi từ dưới đi lên nè. Đó, đi từ dưới đi lên. Ba ngón giữa phải bằng nhau à đại ca? Đúng rồi em yêu, ba ngón giữa bắt buộc phải bằng nhau. Nhưng mà mình phải cân. Cân có nghĩa là mình không phải là mình cân ba ngón này, mà mình cân từ cái xương của người tay khách. Có nghĩa là cái ngón cái này, không, nó phải khác. Nó hơn cái ngón này đúng không? Thì tất nhiên nó phải bự hơn cái ngón này. Cái ngón út thì nó nhỏ hơn cái này, tất nhiên nó phải nhỏ hơn ba ngón cái. Đó là cái cách để mình cân cái móng ha. Chứ không phải là mình giũa năm ngón bằng nhau nha. Cái đó là bậy nha. Đó. Bắt đầu mình sẽ cân này, mình sẽ giũa trên cái phần móng này các bạn coi này. Đó, mình sẽ một cái tay giữ và một cái tay giữa sau. Bắt đầu mình cứ đi nè. Khi mà mình đi cái này á, mình đừng có đè xuống, mình đè xuống nó sẽ làm cái móng tay mình á ngón ngắn ngón dài. Mình sẽ chỉ đưa đi đưa lại thôi để cho nó mài mòn xuống thôi thì nó sẽ bằng nhau nhỉ. Bằng nhau rồi ha. Đó, bằng nhau rồi. Đó, các bạn thấy không? Bột xuống rất là đều ha. Đó. Và tí nữa xong hết 10 ngón mình sẽ lấy cái máy mình làm đây hết lại. Even hết lại 10 ngón y như nhau nha. Không có ngón nào dài hơn ngón nào nha. Đó, bắt đầu mình đi xuống ha. Mình đi dưới này giống cái bàn này chưa khô nè, thấy không? Mình gõ vô là mình biết nó chưa khô ha. Thì cái co phần nó chưa khô thì mình giũa cũng được không có sao. Còn những cái móng nhọn hay móng gì mà nó chưa khô mình giũa thì nó rất là khó. Nó rất là khó, nó sẽ không có thẳng nha. Mình phải đợi cho nó khô. Đó, mình phải đợi cho nó khô ha. Hai Hiếu Trần, hai Kiều. Cười hoài hỉ. Đó, mình đi từ dưới đi lên ha. Đi phải đi móc từ dưới đi lên nè. Thì nó mới ra thẳng nha. Đó. Bắt đầu mình sẽ cân lại nha. Can I borrow your hand please? Ok. Mình sẽ coi là này, ok, thấy không? Cái ngón này nó bự hơn một cái ngón này một chút. Mình phải giũa đi vô nữa nè. Mình cũng đi từ dưới đi lên, thấy không? Đi từ dưới đi lên, không cần phải dùng lực nha. Không cần phải dùng lực đâu. Nó vẫn ra ha. Đó, đi nhẹ thôi. Bắt đầu mình cân lại nè. Ok, bây giờ nó bằng nhau, thấy không? Nó bằng nhau nè. Ok, ok baby. Hai baby Jackson, hai Jackson Nguyễn. Sao để bằng nhau anh trai là sao? Bằng nhau là bằng cái gì bạn Hiền? Đó, mình đi từ dưới đi lên ha. Mình ở người Hà Đông, Đông Quảng Đông gì qua gì Quảng Đông Quảng Chẹo, đúng rồi, mình người Quảng Chẹo, đúng rồi, Quảng Chẹo. Đúng rồi, không cần mạnh cũng ra, mình phải biết cách để mình làm cho nó ra. Đó là cái xịt ha. Đó, không cần mạnh cũng ra, đúng rồi, chỉ cần mình để đúng thế là ra đúng thế. À, bắt đầu mình cứ giũa theo ha. Đó, giũa cho nó đều lại với nhau. Đó. Đông Hà, đúng rồi, ở Đông Hà đúng rồi, ở Quảng Trị đúng rồi, Quảng Chẹt đúng rồi. Đó, bắt đầu mình cũng đi từ dưới này ha, mình đi lên nha. Ok, thank you nha, thank you, thank you. Mình cũng đi từ dưới này lên ha. Bắt đầu mình sẽ canh lại hai cái ngón cái nè. Hai cái ngón cái mình phải làm cho đều nha. Khách rất là khó tính ở hai cái ngón này. Bây giờ mình phải làm đều, thật là đều. Tại vì sao? Hai cái ngón cái là nó hay bấm cái phone, nó hay để ý lắm. Bây giờ mình phải làm cho nó đều hai cái móng cái. Và xoay không được ngón to, ngón ú nù nha. Ú nù là không được nha. Phải cho nó skinny. Skinny và xoay ha. Và super square on the top. Đó. Bắt đầu mình sẽ chỉnh cái phần nó thẳng ở trên nè. Các bạn thấy không? Cái shape ra không? Nhìn rất là thẳng đúng không? Đó. Không biết làm là nó không ra là sao? Không biết làm ha, thì tới học tới kiếm Smile đi, Smile chỉ cho cách làm. Bảo đảm nó sẽ ra, không cần dùng sức mà nó vẫn ra hỉ.
Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái đầu ngón này để mình chạy nè. Đó, để mình chạy cái cuticle ha. Mình sẽ đi sơ nhẹ thôi. Mình đi sơ nhẹ thôi. Đó. Nhẹ thôi. Đó, mình dùng cái đầu nhọn này mình đi sơ cái cuticle nè. Cái này á, mình vừa cắt da, mình vừa clean skin mà mình vừa chạy cuticle nha, để giúp cái bột mình nó không có bị hở và no lifting, nó sẽ better hơn. Đó, nhưng mà khi mình đi á, nhớ đi nhẹ nhàng thôi, đừng đi mạnh quá nó sẽ cắt hết bột của mình, nó sẽ bay được cái mắt, nó không có tròn nữa ha. Đó là cái cách để được mình rửa những cái bột màu đó, để không có mất, để nó không có bị mất màu ha. Đi nhẹ nhàng thôi. Đó, bắt đầu dây cũng vậy nè. Đó, bỏ đây là cười hoài nè ha. Đó, đi cho nó mỏng cái cuticle ra và lên những cái bột mà nó dơ ra ha. Đi dơ nè, đi nhẹ nhàng thôi, rất là nhẹ, rất là nhẹ ha. Đó, đi nhẹ thôi, đi nhẹ nhàng thôi, đi nhẹ nhàng thôi. À, cái đầu này gọi là cuticle em, cuticle real bit. Rồi xong rồi á, mình sẽ lấy cái đầu dũa, mình sẽ lấy cái đầu dũa này, mình đi ở dưới móng canh đều hết năm ngón như nhau nha, đi đều hết, đó, đi đều hết, làm cho nó đều ra, đó, làm cho nó đều ra ha. Và cái bàn này cũng vậy nha, mình phải canh để sao cho nó đều ra hết. Hình như khi người ta nhìn vô cái bàn tay á, 5 ngón y như nhau, 10 ngón y như nhau, không có ngón nào cao hay là dài hay là thấp gì hết. Đó, bắt đầu á, bộ này á, nếu mà mình làm nhanh mà mình không có làm live stream á, là mình làm trong vòng cỡ 15 phút là xong, không cần dũa, không có gì hết. Đó, còn mình làm trên này á, mình phải giải thích từng ly từng tí, mình phải làm chậm, từng chậm, thật chậm để cho người ta hiểu, vừa nói vừa làm, để cho mọi người hiểu được cái technique của mình đang làm những cái gì, chứ không phải là chỉ lên đây là đua là làm cho nhanh rồi để, đó, mình phải chỉ ra những cái chi tiết để cho những cái người coi để người ta hiểu được đó, những cái người mới vô nghề người ta hiểu đó. Đó, chứ không phải lên đây để làm so đua. Đầu mình sẽ bóc phờ những cái dơ ở dưới ra này, và nhớ cái này là cái cách để làm mát nha, cách để làm mát mà mình không cần phải bóc phở ở trên, đừng bao giờ bóc phở ở trên nha, bóc phở ở trên là nó hết mát nha. Đó, bóc phở ở trên là nó hết mát. Bắt đầu kêu người khách đi rửa tay trà với xà phòng thì nó sẽ ra hết cái dơ đây. Và những khi mình muốn làm điều đó thì mình bỏ một cái chút cuticle oil lên để làm những gì, để khi mà người ta rửa tay á, cái chất dơ nó sẽ ra rất là easy. Đó, và nó sẽ ra những cái mát, nó rất là đẹp, nó không có bị gì nữa ha. Bắt đầu mình sẽ kêu người khách đi rửa tay. Can you go wash your hand please in the bathroom? Clean with the brush, small holder. Thank you. Đó, bắt đầu mình sẽ lên sơ ra ha, mình sẽ quét bụi ra. Và bây giờ mà mình sẽ sơn cái top mask này ha, mình sẽ sơn cái top mask này và vẽ những cái đường line nha. Và ai á, ở Việt Nam hay gì đó muốn vẽ những cái đường line nên mua cái gel này, rất là good. Nó bán nguyên một cặp ha, nó bán nguyên một set luôn, màu nào cũng có. Đó. Hả? Đó. Anh có thể chị em order mua được bộ đầu dũa làm bột như anh được không anh? Cứ inbox cho mình nha. À, cái mask này gọi là mình không cần dũa, nhưng mà không cần dũa đi dũa lại. Đó có nghĩa là khi mình đắp bột á, mình cố gắng đắp cho thật là chuẩn và đẹp. Và khi mình bóc phở á, mình bóc ở dưới thôi, mình đừng có bóc ở trên. Rồi mình kêu người khách á, đi rửa tay bằng xà phòng thì nó sẽ sạch ra những cái dơ, và lúc đó nó không ra cái mask rất là đẹp. Và cái mask này nó last rất là longer.
những người mà hay make up á, hay make up hay gì đó đó đó, hay make up á, nó hay dính vô, bởi vậy chỉ cần đi rửa tay một cái là nó hết à, nó sẽ ra mát lại. Đó, những cái màu gel này á, nó rất là đậm, các bạn thấy không, rất là đặc đúng không, rất là đen. Can you show me? Đó, nó rất là đen ha. Ok, bây giờ mình sẽ design cho người khách nha. Mình sẽ design cho người khách. Đó. Can I see this hand? Mình sẽ laser lại hai bên hông của cái móng ha. Đó, bắt đầu giờ các bạn thấy không, cái mask nó đi ra này. Các bạn thấy không? Đây là cái cách mà làm mask này, nhanh gọn lẹ hơn. Đó, ra rất là nhìn rất là tự nhiên. Đó. Và bây giờ mình sẽ vẽ những cái đường line ha. Can I see again? Đó. Và bây giờ mình sẽ vẽ đường line nè ha. Các bạn coi cái màu này, cái màu treo nó đi ra nè. Đó. Đè mạnh nó ra ha. Các bạn thấy không, cái gel này á, bạn chỉ cần vẽ một đường thôi là nó đã đậm rồi ha. Nhiều lúc mà mình lấy mà thiếu gel á, mình có thể đi lại từ đầu này. Mình đi từ cái miếng đầu tiên là lúc đó nó đang còn gel, các bạn thấy không. Mình đi lên lại, thấy không, là nó ra tiếp ha. Đó. À, vào Facebook chính của anh để anh bó hay sao, đúng rồi, cứ inbox cho Smile ha. Đó, cứ inbox cho Smile. Đó. Đi mỏng thôi. Đó, đi mỏng thôi. Đi mỏng thôi. Đó. Đi mỏng thôi. Bắt đầu mình sẽ đi một cái đường dài. Những cái đường line mà ngắn các bạn lấy cái cọ nhỏ vẽ thì nó lẹ hơn ha, không có tốn thời gian. Đó, mình sẽ đi lại sơ cho nó đậm đà cái line ha. Đó, bắt đầu mình sẽ đi chéo vô ha, mình sẽ đi chéo vô giống như hai cái đường line này nó chưa đậm, đi lên một lần nữa. Đó, các bạn thấy không. À, hai chị Mimi ha. Smile thì ít khi vẽ những cái đường line này lắm, nhưng mà khách muốn là mình vẽ à ha, chứ mình đừng có nói là không biết vẽ nha. Đi lên. Đó, đi lên. Đó, đi lên. Đi lên, mình không biết mình vẽ cái này là vẽ cái gì luôn. Đó. Có một người lông nhiều thơm. Lông nhiều quá. Ông nội. Ông bậy nha, bậy bạ nha. Đừng có làm mình vẽ méo nha. Someone they say this one is the hair. No, never mind. Chấm nó vô.
And then can you put in the light? Ờ, mình thì làm biếng vẽ mấy cái này lắm. Tối nhậu nha, ok luôn. Ông làm tôi vẽ mé luôn rồi nè. Ok, can you đó. Bắt đầu mình sẽ sơn nè, giống như cái người khách này á, là cái người bạn của Smile. Thì Smile muốn làm cho nó perfect luôn, mình sẽ thì Smile sẽ sơn lại một cái lớp mask. Thì cái lớp mask này á, nó sẽ last rất là longer và nó sẽ đẹp hơn. Ha. Đó. Mình sẽ lên sơ lại hai bên hông. Dạ thôi. Đúng rồi. Nó ôi trời ơi. Mình sẽ cho các bạn coi cái mask này nó come out như thế nào nha. Mình sẽ lên sơ lại. Can you put in the light, please? Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó khô một chút ha. Rồi mình sẽ cho coi cái mask này nó ra như thế nào ha. Cái này không biết là hoa gì nữa nhưng mà đó, đây là những cái gì, những cái shape mà Smile muốn nói, các bạn thấy không? Nó ra nó phải tròn, nó phải đẹp, nó phải thẳng không? Đó là những cái shape ha. Đó, ra rất là đều ha. Và tròn cái cuticle. Đó. Và rất là bóng, rất là mượt, không gành giũa, các bạn thấy không? Đó. And can I see it? Bắt đầu nè, các bạn coi nè. Ha, bắt đầu nó như thế này, đúng không? Đầu mình sẽ chùi nó ra ha. Chùi nó ra thì nó sẽ khác biệt hơn, đúng không? Đó, và cái mask này cũng vậy, mình sẽ chùi nó ra. Đó là xong ha. Các bạn thấy không? Cái mask này nhìn nó khác biệt với cái mask bên này. Thì như thế này, can I see? Nó bầu hàn. Các bạn thấy không? Đối với nó, cái mask này nè, với cái mask này nó khác biệt không? Đó. Nhưng á, mà mình thích cái mask bên này hơn, nhìn nó nhám hơn, mình rất là thích. Còn cái mask này á, nhìn nó rất là bóng, nó rất là mượt. Đó ha. Đó. Ok, thank you mọi người ha. Xin hẹn mọi người ở cái lớp Jackson View nha.